Thưa quý vị, thời gian gần đây, lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố đã đưa ra nhiều biện pháp cảnh cáo xử phạt với những đối tượng đăng tải thông tin hình ảnh sai lệch về dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, những vi phạm tương tự vẫn còn tái diễn. Tại Lào Cai, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh này cho biết, vừa phối hợp với công an triệu tập bà Nguyễn Thị Minh Phương, sinh năm 1982, thường trú tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai để cảnh cáo, gian đe vì hành vi đăng tải thông tin không chính xác về dịch tả lợn châu Phi gây hoang mang dư luận. Còn tại Sơn La, một tài khoản Facebook đã đăng tải thông tin cảnh báo Giang Nghĩa Mình khi mua thịt lợn nhà. Người quen là bên kiểm dịch cho biết mới bắt ổ dịch ở Đắk Min hơn 800 con. Trôn rồi mà bọn gian thương đào lên mổ xẻ để bán đấy. Kèm thông tin, chủ tài khoản này còn đăng hình ảnh lợn chết nằm la liệt từ ngoài sân vào trong nhà. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông khẳng định trên địa bàn không xuất hiện ổ lợn dịch nào như vậy và sẽ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.